Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trang miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ mình tráng nền lát gạch nha cô chú anh chị các bạn. Thì những cái clip trước á, mình tráng hồ bằng hồ khô, trồng hồ khô rồi sau đó mình sẽ tưới nước lên để cho nó ngấm xuống, rồi mình sẽ vả một lớp hồ khô rồi sẽ mình đầm xuống. Thì mình hôm nay mình sẽ sử dụng là hồ ướt nha cô chú anh chị các bạn. Thì cái hồ ướt này thì mình tán mức độ là hồ nó lên khoảng 5 phân, nên mình làm hồ ướt nha cô chú anh chị các bạn. Thì hồ ướt này thì 5 phân thì mình cái nền không cần phải gắt xi măng hồ dầu. Thì mình tưới nước cho nó đủ độ ẩm rồi mình sẽ cho nó ráo mạt lại, rồi mình sẽ trồng hồ ướt và đưa vô để mình cán nghe cô chú anh chị. Thì hồ ướt này thì nó mức độ nó cũng ráo thôi chứ nó không phải là nó ướt quá nha. Thì ướt quá thì nữa mình cũng có là gạt hồ. Thì ở đây là mình mỗi người thì có một cái cách làm riêng, theo như mình á thì mình làm như vậy thì nó sẽ cũng không bợp và chốc lớp hồ lên nha cô chú anh chị, cũng rất là ok. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn để xem cái công việc của mình làm hàng ngày. Thì mong cô chú anh chị và các bạn xem và ủng hộ mình nha. Thì video này nó rất dài thì mình sẽ chia là hai phần. Thì phần đầu tiên này thì mình sẽ cán hồ, rồi cái clip tiếp theo thì mình sẽ lắp gạch cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì mỗi cái gạch mình lót á, thì mình cán hồ nó khác nhau nha cô chú anh chị. Như gạch từ 50 độ lại thì mình sẽ cán như thế này và nó trực tiếp luôn nha. Còn như gạch 60, 80 gạch đá thì mình sẽ cán theo cái kiểu, kiểu khác nữa. Thì cái kiểu đầu tiên mình đã chia sẻ cái video trước cho cô chú anh chị và bạn xem đó. Thì hôm nay mình sẽ cán cái hồ này để nó gạch từ 50 trở lại nha. Rồi, thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem cái tiếp công việc mình làm. Thấy hay, có hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Để cho mình một like nha cô chú anh chị và các bạn. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn là nhiều. Rồi, mời cô chú anh chị xem tiếp công việc mình làm nha.